Hello, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh của mình. Thì mình vừa mới làm về và hôm nay mình lại ra cái bãi đất mà mình đã quay rất nhiều video ở đây. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ tới mọi người đi Nhật thì cần mang những đồ gì và những đồ gì cần thiết để mang đi Nhật. Để mà sắp đủ 40kg hành lý theo chuẩn hàng không ấy, thì nhiều người khá là bối rối, mang nhiều thì sợ thừa mà mang ít thì sợ thiếu. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ tới mọi người những cái gì cần thiết khi sang Nhật mà chúng ta nên mang theo. Theo quy định của hãng hàng không Nhật Bản thì các bạn được phép ký gửi hai kiện hàng, mỗi kiện không quá 23kg, và chỉ với 46kg hành lý mang theo thì các bạn sẽ phải sinh sống trong vòng 3 năm với cái số đồ mình mang theo. Thì các bạn phải nên biết mang những cái gì cho hợp lý và cần thiết để phù hợp với cuộc sống ở bên này. Thì đầu tiên là các bạn cần phải mang theo giấy tờ cá nhân. Giấy tờ cá nhân bao gồm sổ hộ chiếu và vé máy bay. Đây là hai giấy tờ rất quan trọng. Các bạn nên đeo một cái túi ở trước ngực hoặc là các bạn mang theo người. Các bạn không nên để quên hoặc là các bạn để trong hành lý ký gửi. Vì nếu không có hai cái giấy tờ này thì các bạn sẽ không thể xuất cảnh sang Nhật Bản. Thứ hai, mọi người hay mang cho mình áo rét. Mọi người mang cho mình từ 2 đến 3 chiếc vì khí hậu ở Nhật Bản nó khá là lạnh. Đề phòng mọi người sang vào dịp mùa đông thì mọi người quá mặc luôn. Mọi người không nên mang nhiều quần áo vì quần áo ở Nhật Bản giá của nó tương đương với ở Việt Nam. Thậm chí mọi người mua vào mùa sale hoặc là mua vào cái đợt giảm giá thì nó còn rẻ hơn Việt Nam rất là nhiều. Và khi mọi người đi làm thì đa số mọi người sẽ mặc đồng phục công ty hoặc những cái quần áo gọi là quần áo không được đẹp lắm. Thì mọi người sẽ không có thời gian trưng diện nhiều, cho nên là mọi người hãy mang vừa đủ để thừa khoảng trống cho những cái đồ vật khác. Thứ ba là giày dép. Thì mọi người hãy mang cho mình vài đôi giày, khoảng từ 3 đến 4 đôi. Một đôi giày lười chẳng hạn, hoặc là một vài đôi giày để đi chơi. Vì nếu mọi người sang đây mà mọi người mua cái giày mà gọi là giày hãng ấy, như kiểu Nike hay là Adidas thì ở cái shop của nó ấy, thì thực sự rất là đắt. Còn nếu như mọi người mua những cái giày mà bình dân thì bên Nhật Bản này giày của nó cũng rất là rẻ. Đấy là tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng mà mình khuyên mọi người là nên mang theo từ 3 đến 4 đôi giày. Nên có một đôi giày để đi làm, vì nhiều nơi là nhiều công ty là mình phải tự đi giày của mình đi làm ấy, thì mọi người nên chuẩn bị mang theo. Ví dụ như một đôi giày thượng đỉnh chẳng hạn. Thượng đỉnh hay thượng đỉnh thì mình cũng không rõ. Nhưng mà mọi người nên mang theo một đôi để có thể mang đi làm. Thứ tư là thuốc. Thì ở Nhật thuốc khá là đắt đỏ. Để mua được thuốc thì mọi người cần phải có hóa đơn của bác sĩ. Thì những cái thuốc đặc trưng ở Việt Nam thì ở bên Nhật sẽ không có. Cho nên mọi người chú ý mang theo những cái thuốc như kháng sinh này, thuốc đau đầu, cảm cúm, sổ mũi, ho, thuốc tiêu hóa và bông gạc, và một số thuốc đặc trị liên quan đến bệnh cá nhân mà mọi người cần. Thứ năm là gia vị. Thì gia vị ở Nhật Bản nó khác hoàn toàn gia vị ở Việt Nam. Và cái món ăn ở Nhật Bản nó cũng ngọt hơn ở Việt Nam rất là nhiều. Thì mọi người nên mang theo những cái gia vị đặc trưng của Việt Nam, như bột canh này, hạt nêm, ngũ vị hương, gia vị phở này, gia vị tẩm ướp. Và mọi người không nên mang nhiều để tránh tốn diện tích của hành lý. Thứ sáu là ảnh thẻ. Thì mọi người hãy chụp cho mình ảnh thẻ nền trắng nhé, chụp ảnh 3x4 này, 4x6. Thì 3x4 với 4x6 mỗi loại mọi người hãy chuẩn bị tầm 15 cái hoặc là 20 cái cũng được, càng nhiều càng tốt. Thì để sang bên này khi mình đi qua hải quan ở Nhật Bản ấy, thì nhiều khi là mình phải có ảnh để xuất trình cho người ta, hoặc là khi sang đây những cái thủ tục giấy tờ gì thì có ảnh thì mọi người có thể làm được luôn. Thì mọi người hãy cứ chuẩn bị cho mình từ 15 đến 20 cái ảnh nền trắng cỡ 3x4 và 4x6 nhé. Hoặc là mọi người có thể, nếu mọi người có USB ấy, thì mọi người hãy lưu cái ảnh đấy vào USB. Thì sau này mọi người bên Nhật mà mọi người có cần dùng đến ấy, thì mọi người chỉ cần ra những cái máy rửa ảnh hoặc là cái cây rửa ảnh thì mọi người có thể lấy được cái ảnh đấy và mọi người không phải đi chụp, mất công mất thời gian nữa. Thì vừa rồi là những cái đồ thiết yếu mọi người nên mang theo. Còn bây giờ mình sẽ nêu ra những cái món đồ mọi người mang theo
chỉ để đủ dùng trong cái thời gian đầu và mọi người không nên mang nhiều. Thì cái thứ nhất, cái này nó hơi là tế nhị, thì đó là quần áo lót. Thì mọi người hãy mang đủ dùng, mọi người chỉ mang một vài bộ thôi, vì sang đây là mọi người có thể mua ở bên này, mọi người không nên mang nhiều quá. Thứ hai là quần jean, áo phông, áo sơ mi. Thì mọi người hãy mang những cái bộ mà mọi người mặc ở Việt Nam, mọi người thấy ưng ý, mọi người thấy đẹp thì mọi người mang theo để mọi người mặc tiếp. Vì ở bên Nhật này, quần jean, áo phông, áo sơ mi nó rất là nhiều và đa dạng, và cái giá của nó cũng không chênh lệch với Việt Nam quá nhiều. Cho nên là mọi người hãy mang đủ dùng, sang đây mọi người có thể mua sau và không nên mang nhiều. Thứ ba đó là kem đánh răng, dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt. Thì kem đánh răng mọi người nên mang theo dạng tip nhỏ, thì để mọi người thấy hành lý nó trống ở chỗ nào thì mọi người nhét vào chỗ đấy. Thì mọi người hãy mang cho mình khoảng từ 3 đến 4 tip thôi, vì sang đây một vài tháng mọi người quen thì mọi người có thể tự đi mua kem đánh răng ở bên này được. Dầu gội thì mọi người không nên mang theo dạng chai nhé, mọi người hãy mang dạng gói cho mình. Thì mọi người hãy mang từ 15 đến 20 gói, hoặc là 2 dây ở Việt Nam ấy. 1 dây ở Việt Nam thì khoảng 10 đến 15 gói. Thì mọi người cứ mang cho mình 2 dây thì mọi người nhét vào hành lý ấy, nó sẽ đỡ tốn diện tích hơn là mọi người nhét bằng chai. Dầu xả và sữa rửa mặt cũng thế, mọi người mang cho mình từ 2 đến 3 chai thôi, vì sang đây là mọi người có thể mua sau, mọi người không nên mang nhiều. Mọi người chỉ mang để đủ dùng cái khoảng một vài tháng đầu mình bỡ ngỡ, mình chưa biết mua đồ ở Nhật Bản nó như thế nào, thì mình chỉ mang đủ dùng thôi. Và cái cuối cùng, đấy là những cái đồ cá nhân mà bạn thường sử dụng thì bạn nên mang đủ dùng. Ví dụ như khăn lau này, khăn mặt này, khăn tắm, rồi bàn chải đánh răng, lược, rồi kìm cắt móng tay, bấm móng tay, nói chung là nhũ, rồi vân vân và vân vân. Nói chung là những cái đồ mà cá nhân ấy, tùy mỗi người sử dụng ấy, thì mọi người nên mang đủ dùng từ 1 đến 2 tuần, cùng lắm là 1 tháng thôi. Vì sang đây là rất nhiều lựa chọn cho mọi người có thể mua, giá nó không hề đắt. Như mình ngày xưa mình sang ấy, mình rất sợ là sang bên này mua nó đắt. Mình mang bao nhiêu là bột giặt này, mang bao nhiêu là kem đánh răng, mang bao nhiêu là zip đánh răng, mang bao nhiêu là dao cạo râu, nói chung là mang rất nhiều thứ, dầu gội mình mang rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng sang đây là đi ra siêu thị Nhật Bản ấy, nó cũng có, và thậm chí là nó rẻ ngang với Việt Nam. Thì là lúc đấy bảo biết thế là để những cái đồ này lại thì mình mang được nhiều cái đồ khác hơn. Và mọi người hãy mang cho mình một ít mì tôm nhé, mọi người mang khoảng chục gói mì tôm thôi. Nhiều bạn mang cả thùng mì tôm sang, nhưng mà mọi người mang tầm khoảng chục gói đến 15 gói thôi, để sang đây đề phòng bạn nào mà khó ăn ấy, chưa quen với món ăn của Nhật thì mọi người có thể ăn tạm mì tôm, vì đồ ăn ở Nhật Bản nó rất là ngọt. Ban đầu sang thì đa số mọi người đều ăn không quen, nhưng mà sau một thời gian thì hầu như mọi người cũng sẽ đều quen thôi, vì ở đâu thì mình phải theo ở đấy mà, làm sao mà mình ăn mì tôm mãi được. Các bạn làm sao mà mang mì tôm các bạn ăn đủ 3 năm được, đúng không? Thì mình ngồi mình chia sẻ với mọi người một tí thì trời cũng sẩm tối rồi. Thì video của mình hôm nay xin phép được dừng lại đây. Nếu như mọi người thấy video hay cũng như có ý nghĩa thì mọi người hãy cho mình xin một like cũng như một lượt đăng ký để mình có thêm động lực làm những video tiếp theo nhé. Thì bây giờ mình sẽ đi về. Hẹn gặp lại mọi người những video lần sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.